Thầy chào các em. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải bắt phương trình bậc nhất một ẩn bàn máy tính FX580. Ví dụ giải các bắt phương trình sau. Câu A là 2x-16 lớn hơn 0. Thì cái này là rất đơn giản rồi. Đơn giản thì mình giải bình thường đi. Hoặc là mình có thể giải bằng máy, nhưng mà thầy nghĩ không cần, được chưa? Vậy tương đương với 2x lớn hơn 16 thì x sẽ bằng 16 chia 2, đúng không? Lớn 16 chia 2, x lớn 8 là xong. Và cái bắt câu B này là 8x cộng 4 lớn hơn 2 nhân x cộng 5, thì thầy dùng máy tính cho các em xem nè. 8x cộng 4 này. Rồi cho nó bàn đi, giải bình thường cho nó bàn, giải phương trình luôn chưa? Cho nó bàn luôn. 2 nhân cho x cộng 5. X cộng 5 này. Nhấn shift xuống bàn. X bằng 1 đúng không? Ý bằng 1, chúng em lưu ý này. Bên trái là 8x, bên phải là nhân vào là 2x chưa? Và chúng ta thấy là 8x lớn 2x. Vậy là dấu lớn nằm ở đâu? Nằm bên phía con 8 này chưa? Nằm phía bên trái á. Vậy là tương đương cái này sẽ là x lớn mấy? Lớn 1 là xong. Thấy chưa? Rồi. Câu C này. Câu C thì trước khi làm của em xử lý với thầy một tí này. Mẫu này là 2, mẫu này là 3. Vậy mẫu chung phải là 6 chưa? 6 thì chúng ta sẽ nhân ở đây cho mấy? Cho 3. Thì cái này là có gì đây? 3x này. Đúng không? 3x này. Cái này nhân cho 2 đúng không? Là trừ cho 2x. Còn bên này á, còn chấm chấm để đó. Bên này chúng ta nhân lên cho 6 đúng không? Mẫu chung là 6 mà, nhân là 6, ở đây có 6x này, còn chấm chấm đi đó. Vậy thì bên trái là còn x, bên phải là 6x, chắc chắn chỗ này sẽ là gì? Dấu lớn nằm ở đâu? Phía bên phải, vậy là x sẽ lớn hơn. Đó. Thấy chưa? X lớn hơn. Bây giờ bấm máy tính này là x cộng 1 chia cho 2 trừ cho x cộng 2 chia cho 3 alpha bàn, giải phương trình thôi. X cộng 5 xếp xuân bàn bằng âm 6,2 thì nhắn sạch tô A được là trừ 31/5. Vậy tóm lại là sao đây? X sẽ lớn hơn trừ 31/5. Ok chưa? Đúng không? Phần lớn nó nằm cái 6x nó lớn hơn nè, đúng không? Nằm phía bên phải rồi thì x sẽ lớn hơn. Đúng chưa? X lớn hơn. Lớn hơn trừ chưa? 31/5. Tương tự câu D. 3 câu D thì chúng ta quy đồng mẫu chung là 6 nha, mẫu chung cũng là 6 luôn. Cái này chúng ta nhân cho 3 này là 9x này. Đúng chưa? Cái này không có gì hết. Cái này nhân lên vẫn vậy thôi. Quan trọng là x thôi này. Đúng chưa? Chấm chấm đi đó, là nhỏ hơn bàn này. Cái này mẫu chung là 6 thì cái này chúng ta sẽ nhân lên cho mấy? Cho 2 này là sẽ được 2x. Nhân lại cho mấy? Nhân lại cho 6 này, đúng không? Cộng cho 6x thì tóm lại bên này là mấy? Tóm x đúng không? Này tóm x. Vậy thì cái dấu bắt phương trình nó sẽ nhỏ hơn đúng không? Bởi vì 9x là lớn hơn tóm x rồi. Và chắc chắn cái này tương đương gì đây? X nó sẽ nhỏ hơn. Đúng chưa? Rồi. Nhập vào máy tính là 3x cộng 5 chia cho 2 trừ cho 1 alpha bàn x cộng 2 chia cho 3 đem cộng cho x, đúng không? Cộng cho x đúng rồi. X. Đúng chưa? Cộng x. Nhấn shift xuống bàn. Trừ 5, đúng không? Trừ 5. Trừ 5 này, x bằng trừ 5. X sẽ bán bằng trừ 5. Đó. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần sau. Chào tạm biệt các em.